Rất vui để gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức mới. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. MC Lại Văn Sâm, tôi làm chủ hôn cho 5 năm cưới thì ba cặp ly hôn. Mới đây, chương trình Ký ức vui vẻ đã tái hiện lại cảnh đám cưới miền Tây, một nét văn hóa đặc trưng. Rất nhiều nghệ sĩ từng dự đám cưới miền Tây nên tỏ ra thích thú và chia sẻ. Diễn viên Tiến Luật nói, tôi từng dự đám cưới miền tây rồi và thấy khác so với trên sài gòn hay ngoài bắc công trà của họ được làm đơn sơ từ lá dừa cây nhà lá vườn tùy theo kinh tế ở miền tây người ta đi đám cưới từ rất sớm và cứ ngồi đủ bàn là cỗ mang ra không phải đợi khách khứa tới đủ ngồi ăn từ sáng đến tối luôn mc thành trung nghe vậy liền kể lại đám cưới của mình đúng rồi ở ngoài bắc ăn cưới cứ ào ào ví dụ mời khách vào 6 giờ chiều tới 6 rưỡi, không ai bảo ai, cứ ào ào ăn. Ăn xong khoảng 30 phút thì tự động đứng lên hết. Người này thấy người kia đứng lên thì đứng theo, bạn này thấy bàn kia ra về cũng ra về. Nói chung chỉ 45 phút là xong một đám cưới. Trong Sài Gòn lại ăn cưới kiểu khác, mời khách 6 giờ thì phải 7 giờ mới làm lễ, làm lễ xong mới ăn và mang từng món ăn ra. Một đặc trưng khác của đám cưới miền Tây là mọi người rước dâu bằng thuyền, còn đám cưới ở Hà Nội thì rước dâu bằng xích lô. Đây là văn hóa của từng vùng miền. Bây giờ hiện đại rồi nhưng một số người vẫn giữ văn hóa đó. Cách đây 3 năm, tôi làm đám cưới vẫn rức dâu bằng xích lô. Đám cưới tôi thì chính tôi làm MC luôn. Diễn viên diễn mì 9X cũng nói, tôi từng tham dự đám cưới miền Tây và thấy mọi người ăn uống rất lâu, có nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, mọi người ai cũng muốn thể hiện mình. Có một lần tôi cũng lên thể hiện tài năng vì máu quá. Lần đó tôi đi đám cưới một người chú và cũng lên hát. Hát xong mọi người vỗ tay quá trời vì thích thậm chí còn lên sân khấu nhảy cùng tôi rất vui. nghệ sĩ Minh Phượng giới thiệu thêm ở miền Tây sau khi làm lễ gia tiên xong người ta ăn uống rất phong phú, mọi người không đái tiệc trong một ngày mà thường mấy ngày liền. họ đái tiệc mời khách trước cả tuần lễ gọi bà con hàng xóm tới để cùng gói bánh nấu chè đồ xôi làm gà vịt rất linh đình. đó là điểm đặc biệt của đám cưới miền Tây. diễn viên Huy Khánh cũng chia sẻ ở miền Tây để rước dâu về không đơn giản như trên thành phố bây giờ mà cần trải qua 6 lễ liền. Lễ đầu tiên là dạm ngõ để hai bên gặp mặt, lễ thứ hai là nhà gái qua nhà trai để xem cuộc sống bên đó ra sao, sau đó mới tới lễ đính hôn, đám cưới, rước dâu, lễ giáp lời, lễ giáp mặt. Bây giờ hiện đại nên người ta bỏ qua đi nhiều thứ rồi. Nghệ sĩ nhân dân tự Long thì nói, ở quê tôi ngoài Bắc nhưng cũng có nhiều loại lễ trong đám cưới lắm. Sau khi nhà trai đến nhà gái đón dâu xong, hai nhà vẫn về nhà mình đến đêm các cụ mới trang đèn đi đón dâu tiếp lần hai người mang chăn người mang chiếu đồ đạc các kiểu lúc đó cô dâu mới được về nhà trai nhưng đến hôm sau cô dâu lại phải về nhà ngoại để lại mặt nghe mọi người chia sẻ xong mạc văn khoa thốt lên nghe mọi người nói mà em nôn nóng tới đám cưới của mình lắm đám cưới của tôi phải tổ chức ở cả sài gòn lẫn hải dương ở quê tôi đám cưới vui, tất cả thanh niên đều lên nhảy nhạc sống. MC đám cưới có thể nói hai tiếng đồng hồ liên tục, nói từ hôm trước tới hôm sau. Chính tôi ngày xưa cũng từng phải đi làm MC đám cưới nên biết nhiều câu nói hay lắm. MC Lại Văn Sâm lúc này mới tiết lộ, đám cưới thì phải vui, tôi phải công nhận. Người dẫn đám cưới, người làm chủ hôn rất giỏi và chịu nhiều áp lực. Ngày xưa ở bên Nga tôi có làm chủ hôn, đơn giản không phải vì tôi dẫn đám cưới giỏi mà vì tôi biết tiếng Nga. Đám cưới bên ấy bao giờ cũng có khách Nga, khách Việt và tôi phải dẫn song ngữ. Tôi nhớ hồi đó tôi làm chủ hôn cho 5 đám cưới, nhưng sau đó đến 3 cặp ly hôn. Từ đó trở đi tôi không dám làm chủ hôn nữa, không ảnh hưởng đến người ta. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức mới.